Chào anh em, mình đến từ msn.vn và ngày hôm nay anh em có thể nhìn thấy ở trên mặt bàn mình lại có hai chiếc máy khác nhau. Và anh em cũng biết đấy, mình sẽ làm một video phân biệt ra hai chiếc máy này, video hướng dẫn anh em nên chọn chiếc máy nào nhá. Cụ thể hơn đấy thì chúng mình có thể ra đây cho anh em nhá. Đây là một chiếc iPhone XR và đây là một chiếc iPhone X. Thì rất nhiều anh em đã xem clip của mình so sánh những chiếc điện thoại iPhone với nhau. Anh em có bảo mình là làm thử một cái video so sánh giữa chiếc iPhone XR và iPhone XS xem nó như thế nào. Thì mình phải nói thật với anh em ấy, nếu mà làm cái đấy thì chắc chắn là điều XR nó không có cửa đâu. Bởi vì là chiếc iPhone XR nó chỉ rẻ hơn chiếc iPhone XS thôi. Cấu hình mọi thứ, chip, các thứ, chip thì bằng nhau nhá, RAM bằng nhau, nhưng về màn hình và tất cả các thứ thì chiếc XS đều hơn. Ngày hôm nay thì mình làm chiếc X và chiếc R bởi vì một lý do như này này. Hiện tại chiếc iPhone X và chiếc iPhone XR là có giá thành bằng nhau anh em nhé. Cụ thể với những chiếc máy line new, hình thức rất là đẹp, nguyên bản zin đi á, tất cả mọi thứ bản quốc tế chuẩn 100%, bên mình đang bán mức giá là trên 10 triệu đến 11 triệu rưỡi đối với phiên bản 64GB, 26GB là đắt hơn một chút anh em nhé. Cụ thể và chi tiết nhất ấy thì anh em vào phần đường link mình để ở phía dưới mô tả ấy. Mình đang làm video này vào đầu tháng 1 của năm 2020. Thế nên ấy, anh em xem video này sau thì nó sẽ có giá khác. Sẽ có giá khác nhá, anh em cụ thể anh em cập nhật cho mình vào website bên mình nhá, mình để bên dưới mô tả nhá. Website là msn.vn. Đó. Bây giờ là mức giá xem nhau hơn 10 triệu thì chúng ta nên chọn chiếc máy nào, đúng không? Thì anh em cùng xem video này để mình nói cụ thể hơn nhá. Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua về hai chiếc máy này. Về hai chiếc máy này là anh em nhớ anh em có thể quyết định rồi đấy. Nếu anh em muốn chọn một chiếc máy sản xuất sau thì anh em nên chọn XR. Tất cả mọi thứ về sau thì nó sẽ nhỉnh hơn. Ví dụ như là CPU thì chiếc XR tốt hơn nhá. Về mọi thứ khác, chức năng khác thì hai chiếc máy này cũng gần xem nhau thôi. Chiếc iPhone XR là ra mắt vào năm 2018 và là một sản phẩm rẻ tiền nhất trong tất cả những chiếc iPhone, cũng giống như chiếc iPhone 11 hiện tại ấy. Còn chiếc iPhone X ra mắt năm 2017 là sản phẩm cao cấp nhất, tương tự như chiếc iPhone 11 Pro Max hiện tại anh em nhá. Thế nên nếu là sản phẩm cao cấp nhất ấy thì nó sẽ được trao chút hơn rất là nhiều so với sản phẩm ở cái phân khúc rẻ tiền. Anh em mua chiếc iPhone X là anh em sẽ được sở hữu một công nghệ, một thứ tuyệt vời nhất khi được ra mắt vào năm 2017. Còn nếu 2018 thì đây là một chiếc máy rẻ tiền nhất. Thế nên là nếu anh em muốn cái sự mà sang trọng, những sự đầy đủ với những cái sự trau chuốt nhất thì anh em nên chọn chiếc iPhone X. Còn nếu anh em muốn cấu hình mới với những tính năng mới hơn một chút, với những thứ mà sản xuất sau ấy, thì anh em nên chọn iPhone XR. Đấy là cái cơ bản mà mình nói sơ qua là như vậy thôi. Về khả năng sử dụng thực tế ấy, thì rất là nhiều khách hàng có phản ánh với mình và mình bán trực tiếp thì mình cũng biết chiếc iPhone XR thì hoàn toàn là bền hơn chiếc iPhone X. Nhưng anh em mà mua bên mình ấy thì với cái mức full thì mình sẽ bảo hành một đồng một trong vòng 12 tháng cho anh em. Có nghĩa là như nào? Có nghĩa là trong vòng 12 tháng nếu mà cứ có lỗi là mình sẽ đổi cho con khác. Trừ trường hợp anh em làm rơi vỡ nước nó bị vào bên trong thôi. Anh em đừng nói với mình cái câu là tại sao máy chống nước lại không bảo hành vào nước nha. Bởi vì đơn giản như vậy thôi. Nếu anh em giữ nguyên thế này, nhúng nước hay như nào ấy thì rất là an toàn. Nhưng nếu anh em chỉ cần lỏng chân sạc thôi, anh em nhúng nước thì máy có thể chết là chuyện bình thường. Những trường hợp như thế thì cả nhà sản xuất hay cả bên mình cũng đều không bảo hành. Thế nên là cứ lỗi mà do anh em làm thì sẽ không được bảo hành. Còn những cái lỗi mà do nhà sản xuất, ví dụ như là camera, loa mic các thứ đều không sử dụng được ấy, chết nguồn, treo logo, treo táo, tất cả mọi lỗi như vậy, không có tác động ngoại lực bên ngoài thì mình sẽ đổi cho anh em một chiếc máy khác. Thế nên anh em yên tâm nhá, những chiếc máy này về độ bền các thứ thì nếu theo đánh giá anh em lại không bền với XR. Nhưng không sao, mua mình thì mình cứ đổi rồi, đúng không? Đó, còn về bây giờ là chi tiết ở bên trong hơn một chút nhá. Thì chúng ta có thể nhìn thấy này, màn hình của chiếc XR là một màn hình với tấm nền IPS. Theo lý thuyết ấy thì nó sẽ không sắc nét và đẹp như chiếc iPhone X. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn ngay từ bên ngoài ấy, thì cái khung của chiếc XR rất là dày, màn hình nó to hơn, cảm giác nó to hơn, chiếc máy nó to hơn và khung rất là dày, rất là thô. Còn chiếc X thì cái khung của nó rất là đẹp, tai rõ, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp, đúng không? Cái ngay từ bắt ban đầu ấy, về chất liệu thì chúng ta nhìn thấy này, chiếc iPhone X thì cảm giác rất là đẹp. Chiếc iPhone X rất giống chiếc iPhone XS luôn, rất giống như anh em iPhone XS, có nghĩa là giống với cao cấp hơn với chiếc XR này ấy, ra mắt cùng năm 2018 ấy, là giống chiếc XS. Còn chiếc XR là vẫn là hàng rẻ tiền, đúng không? Cầm trên tay nhìn iPhone rẻ tiền, đúng. Còn bản thân mình đã mua iPhone thì mình cứ mua cao cấp là mình sẽ thích chiếc X hơn. Đấy là bản thân mình thôi. Còn bạn nào thích cái XR thì chơi XR. Còn XR thì lợi thế hơn một chút nữa là như này, chúng ta sẽ có thể sử dụng được hai SIM. Bất cứ máy nào đã là quốc tế, xuất trong thị trường quốc tế đối với chiếc XR đều sử dụng hai SIM nhá. Hai SIM ở đây là như nào? Chúng ta có thể sử dụng một SIM cứng và một eSIM.
eSIM ấy là một SIM kỹ thuật số chỉ có XR trở lên mới có thôi. Cái điều này là điều rất là đặc biệt. Nếu chúng ta mua chiếc X thì chúng ta sẽ không dùng eSIM, nhưng chiếc XR chúng ta sẽ dùng được nhá. Chúng ta có thể nhìn này, nó có hai số email, đó là số email là SIM thực và số email là SIM kỹ thuật số. Kỹ thuật số đây là chúng ta có thể dùng hai SIM ấy, một eSIM nhá. Đây là XR là chúng ta sẽ được lợi thế là như thế nữa. X thì không bao giờ chúng ta được dùng hai SIM luôn. Và vấn đề bây giờ là anh em đa phần là dùng hai SIM rồi, một SIM chúng ta có thể nghe gọi dùng bình thường và một SIM chúng ta mua để dùng dữ liệu đúng không? Đấy, thế là hai SIM là anh em sẽ dùng nhiều hơn. Mình thấy là anh em chọn sử dụng sản phẩm này dùng nhiều hơn. Còn vấn đề về sâu ở bên trong hơn một chút nữa nha. Bây giờ mình sẽ cùng mở máy lên và chúng ta sẽ cùng xem qua về cấu hình. Mình sẽ đánh giá chủ yếu về cấu hình thôi, chơi game một chút cho anh em. Và mình sẽ có so sánh về camera một chút để anh em lựa chọn chiếc máy này nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua về cấu hình và tí mình sẽ chạy phần mềm AnTuTu Benchmark này để mình đánh giá xem là chiếc máy nào có hiệu năng là tốt hơn. Về mặt lý thuyết thì chắc chắn là XR rồi đúng không anh em? Bây giờ mình cùng xem cấu hình nha. Đây chúng ta có thể nhìn thấy này, iPhone X và iPhone XR nhá, đều do Apple sản xuất. Và chúng ta có thể nhìn ngay CPU của iPhone XR nó là Apple A12, còn iPhone X là A11. Hai CPU này thì độ mạnh, độ yếu là như thế nào ấy thì anh em phải xem một cái video đánh giá về hai chiếc CPU này, anh em có thể biết cụ thể hơn. Nhưng mà tí nữa mình sẽ chạy thực tế nhá. Chúng ta đều có camera là 12 MP, nhưng mà camera đằng sau ở trên hai phần mềm này đều báo là dual, nhưng thực tế là iPhone XR thì mình chỉ có nhìn thêm một cái ở đây thôi. Đó, nhưng cũng đầy đủ tính năng xóa phông tất cả thứ nhá, không thua kém gì đâu. Đây chúng ta chốc chúng ta sẽ xem một bức ảnh sau. RAM của hai sản phẩm này ấy, đây chúng ta nhìn thấy này, đều là 3GB. Đấy, bộ ở trong thì 64GB hoặc 256GB là do anh em lựa chọn rồi đúng không? Đó, chúng ta cùng xem này. Bên này thì nó không báo cái tốc độ của CPU là nhiều, còn chiếc iPhone X A11 thì sẽ là tốc độ là 2.7GHz. Đấy, về trọng lượng và các thứ mình sẽ không quan tâm nữa, và bây giờ mình sẽ cùng chạy AnTuTu để đánh giá cụ thể hơn nhá. Độ phân giải màn hình và các thứ thì màn hình của XR không thể bằng iPhone X rồi đúng không anh em? Bây giờ mình sẽ chạy nhá. Anh em kiên nhẫn nhá, cái này anh em chạy mất khoảng 20 phút đấy. Mình sẽ làm nhanh video hơn một chút. Trước tiên là chúng ta sẽ cùng nghe âm thanh của chiếc máy xem là những chiếc máy nào là có âm thanh tốt hơn nhá. Mình sẽ bật chữ X lên này. Chúng ta sẽ cùng nhìn âm thanh áo hưới này. Mình sẽ cùng bật của XR nhá. Mình để hai bên để cho anh em cảm nhận nhá. Bản thân mình ngồi trực tiếp ở đây ý, thì mình nghe thì xem nhau không có gì khác biệt lắm anh em ạ. Bây giờ mình bật nhỏ một cái này. Đó, âm thanh nó như bên này đúng không? Ok, mình bật nhỏ tiếp và cho tôi nghe lên. Hoàn toàn là tương đồng với nhau thôi, không có gì khác biệt cả. Đây, còn về màn hình nhá, chúng ta sẽ cùng xem màn hình này. Cái AnTuTu Benchmark này là một phần mềm đánh giá toàn bộ của máy dựa theo thang điểm của AnTuTu. Ví dụ như là nó sẽ chạy những cái hình ảnh 3D này, những cái xử lý hình ảnh 3D này ở khi anh em chơi game, khi anh em xem phim này. Nó sẽ chạy những cái lúc mà truy xuất copy hay là chúng ta copy bộ nhớ hay là các thứ ấy, và nó sẽ chạy những cái như là đọc báo, những cái như là chúng ta sẽ xử lý hình ảnh ở trên điện thoại, là xem những chiếc máy nào xử lý những cái đấy tốt hơn và sẽ cho điểm số theo thang điểm AnTuTu. Đó, chính vì thế mà cái này gần như là cho cái điểm chính xác nhất. Nếu mà chiếc máy nào có hiệu điểm số cao hơn ấy thì chúng ta cũng sẽ biết là những chiếc máy này sử dụng tất cả những tính năng và hiệu năng nó sẽ tốt hơn. Bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi nhá, tầm 20 phút là sẽ có kết quả. Ok nhá, sau khi chạy xong thì chúng ta có thể nhận thấy luôn, đúng theo lý thuyết ấy và theo về cấu hình ấy, thực tế thì chiếc iPhone XR có điểm số rất là cao hơn rất là nhiều so với chiếc iPhone X đúng không anh em? Cụ thể hơn là 390.785 so với iPhone X chỉ có 242.847 thôi. CPU, GPU, MEM hay UX đều cao hơn rất là nhiều anh em nhá.
Chính vì thế nếu mà thiên về khả năng xử lý cũng như cấu hình về các thứ ấy, thì anh em nên chọn một chiếc iPhone XR. Nhưng mình nói lại lần nữa này, màn hình thì không thể đẹp bằng được rồi, chức năng cũng trên XR cũng không có hề có 3D tốt luôn, và trau chuốt về máy, về hình dáng, về các cả thứ ấy, thì chiếc iPhone X đều đẹp hơn nhá. Bây giờ thì mình sẽ nhưng mà cấu hình, nhưng mà tất cả các thứ thì chiếc iPhone X cũng không thua kém, cũng chơi game cũng tương tự, cũng gần như là được đạt với chiếc XR đấy. Anh em chơi thì cũng không cần, không cảm nhận được nhiều đâu. Bây giờ cụ thể hơn ấy thì mình sẽ thử vào cái game PUBG xem chiếc máy nào load nhanh hơn nhá. Và sẽ vào chơi thử xem như thế nào. Ok nhá. Đó, chúng ta cùng xem. Load vào rất đồng thời luôn, cũng không khác biệt nhau là mấy, phải không anh em? Đó, chúng ta thấy gì đâu, loát rất đồng thời luôn. Bắt đầu cùng lúc nha, mình sẽ để chiếc iPhone X ở bên trên. Ok, cùng trở lại nào. Đó, cùng chờ đợi. Ok chưa ạ? Chiếc iPhone X vào trước một chút nào, mình cùng xem. Mình sẽ kéo màn hình sáng hết cỡ nha. Mình sẽ kéo màn hình sáng hết cỡ đi. Tất nhiên là chiếc XR sẽ không bao giờ chơi bị giật đâu. Chỉ có màn hình nó có đẹp hơn hay không thôi. Mà hình chiếc vào về lý thuyết thì sẽ không đẹp bằng chiếc iPhone X đâu. Về cầm trên tay và chơi ấy, thì tất nhiên là chiếc XR màn hình có lớn hơn một chút thì mình cũng thấy nó đã hơn. Và pin của chiếc XR tốt hơn, chắc chắn một điều chắc chắn hơn là pin XR tốt hơn rồi đúng không anh em? Ok anh em thấy chưa? Nhá, đây là chiếc iPhone X này. Mình lại bật sáng lên nhá. Đây, cái này mình sẽ theo sau nhé. Tất cả mình sẽ theo sau luôn. Đó, anh em cùng chờ đợi nhá. Và chơi xem nào. Ok, mình nhảy luôn đi, chứ mình cũng không có thời gian mà mình theo lâu được nữa. Chọn vị trí các vị nhảy luôn để bắn thử xem là trên chiếc máy, những chiếc máy này nó sẽ là như thế nào. Đó, chiếc iPhone X thì chơi game cũng khá là ổn này. Cùng thời với chiếc X ấy, thì có chiếc iPhone 8 Plus. Chiếc iPhone 8 Plus thì vẫn là một chiếc máy chơi game tốt nhất trong cái phân khúc những chiếc máy của iPhone lúc mới ra. Bây giờ thậm chí là nó chỉ thua XS Max thôi, bởi vì là màn hình của 8 Plus chơi game nó không bị che khuất quá là nhiều, không bị tràn viền, nó có hai cái mặt bên này này. Anh em game thủ ấy, trong những cuộc thi đấu ấy, thường vẫn dùng 8 Plus đúng không anh em? Chiếc iPhone X thì có lẽ là cũng không hề thua kém đâu. Đó, chúng ta cùng xem nhá. Chơi game trên iPhone thì khỏi phải suy nghĩ đâu, rất là mượt anh em ạ. Không giật lag chút nào luôn. Cô địch cho mọi người. Mình sẽ tìm người diệt. Đó, anh em thấy không? Thì cái này nó rất là dễ, bởi vì là mình tạo ngay tài khoản đầu tiên và đây là những con bot thôi, chứ không phải là người bán đâu. Người bán thực thì người ta bán giỏi hơn rất là nhiều. Đấy, chiếc máy này mình để nhảy tự do thì nó cách xa nhà khá là lớn. Anh em thấy không? Chơi game trên iPhone thì khỏi suy nghĩ luôn. Với một chiếc XR bây giờ có giá chỉ có hơn 10 triệu thôi thì khỏi phải lăn tăn đúng không anh em? Pin tốt này, chơi game cũng khá là ok.
màn hình cũng được, nói chung là không phải là xấu so với những chiếc máy cùng giá tiền đâu. So với chiếc iPhone X và XS thì chắc chắn là không thể bằng được rồi, nhưng mà so với những chiếc máy ví dụ như là Samsung đi, hay là Note 8, Note 9 ấy, hay là những chiếc máy của Xiaomi thì nó không hề thua kém một chút nào đâu. Dù sao nó cũng là iPhone, cũng là một sản phẩm cao cấp. Mình sẽ tìm cái nhân vật vừa giờ đứng ở đây bắn mình, xem là như nào. Quá đơn giản. Có lẽ là ông này ông không có máu, thành ra ông ấy chết ngay. Ok, và mình nhặt được rất là nhiều súng luôn. Đó, chơi game ở trên những chiếc máy này ấy, thì mình có thật với anh em là nó xem nhau rồi. XR thì to hơn và cầm sướng hơn, còn X thì nhỏ hơn. Cho anh em nào mà tay nó nhỏ nhỏ thì cầm vẫn chơi được, còn XR thì to hơn và chơi sướng hơn một chút. Đó, thì anh em có thể thấy là chơi game và tất cả các thứ ấy, thì iPhone XR về hiệu năng tất cả đều ngon hơn. Bây giờ mình sẽ cùng xem qua về chụp ảnh nhá, về camera của hai chiếc máy này là như thế nào. Thì mình phải nói thật với anh em là camera của chiếc iPhone XR đều nó không hai camera hay không hai camera, nhưng mà đều có đầy đủ các tính năng như chụp ảnh xóa phông hay các thứ ấy. Chúng ta cùng xem những bức ảnh mà mình không còn nói nhiều, mình sẽ tự cho anh em cảm nhận, anh em sẽ cùng nhìn vào màn hình và xem so sánh hai chiếc ảnh này với nhau xem là như thế nào nhá. Ok, anh em thấy chưa? Anh em thấy từ những bức ảnh anh em đã tự kết luận được cho mình một cái gì chưa? Mình bản thân cá nhân mình ấy, thì mình cảm nhận thấy một điều là iPhone XR chụp ảnh lại đẹp hơn iPhone X khi nó chỉ có một camera thôi, nhưng nó cho được những cái bức ảnh khá là ok. Anh em có thể đưa ra quyết định của mình được hay chưa? Cá nhân mình thì mình vẫn thích dùng một chiếc máy có hình dáng cao cấp hơn, đó là chiếc iPhone X. Còn anh em thì sao? Anh em tự lựa chọn nhá, anh tự comment bên dưới để cho lựa chọn của mình. Anh em xem clip này cho mình một đánh giá và cho mình comment để xem mình làm nó ok hay chưa. Nếu anh em thích clip và những sản phẩm khác thì anh em cứ đưa ra comment để mình sẽ làm tiếp nhá. Và anh em thấy thích anh em cho mình một like, anh em share cho mọi người cùng xem, anh em subscribe kênh YouTube của mình để đón chờ những clip mới. Cảm ơn anh em xem clip nhá. Hẹn gặp lại anh em trong clip sau.